Thư ký đã đặt phần quà và xin mời một câu hỏi nữa cho các bạn ở dưới. Xin mời em. Đây, bạn này thực tiễn lắm nè, mời bạn. Dạ, con xin chào các ba vị khách mời ạ. Thì con rất tâm đắc nãy giờ là về cái chia sẻ về cái thái độ, cái cũng như cái sự quyết tâm của mình để dẫn đến thành công. Nhưng mà ở cái tuổi thanh niên và cái tuổi dậy thì dễ thay đổi tâm sinh lý, thì cũng dễ dẫn đến cái sự thay đổi về cái thái độ trước cái nhiều cái luồng ý kiến của các bạn trong trường hoặc là xã hội. Thì sẵn đây em cũng có kể một câu chuyện. Thì em ngồi nói chuyện với những cái bạn của con, thì có một bạn á, thì đi học các lớp làm giàu, một bạn á, thì đi học về anh văn, còn một bạn á, thì là chuyên tâm về học ở trường cũng như là nghiên cứu khoa học. Các bạn làm giàu nói tao quyết tâm tao khởi nghiệp, sau này nếu mà tao cần người giỏi anh văn thì tao thuê, tao cần về khoa học kỹ thuật thì tao thuê, tao không cần học gì hết. Còn một bạn anh văn nói tao thì tao cũng không cần học, tao chỉ cần học anh văn thôi, vì tất cả cái kiến thức này ở trên thế giới thì tao biết ngoại ngữ, tao sẽ biết tất cả. Còn một bạn ở trường, học ở trường, chuyên tâm học ở trường nói thì là tao phải học kiến thức nền, học kiến thức cơ bản trước cái đã, rồi tao sẽ tiếp xúc những cái kia sau, thì sau này tao sẽ dễ phát triển hơn. Thì nói về cái thái độ để làm sao mình có được một cái hộ đúng đắn và mình kiên quyết và đi đúng một con đường, thì con cần những cái lời khuyên của các vị khách mời để cho con có thể là định hướng để đúng và để thực hiện thành công sau này ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn bạn. Xin nhắc lại, câu hỏi của bạn rất hay. Thứ nhất phải nói là câu hỏi của bạn rất hay, và bạn đang đặt câu hỏi cho ba vị khách mời, mà cả ba vị đó kiến thức nền tảng rất tốt, rất giàu và cũng giỏi anh văn luôn. Xin mời. Thỉnh thoảng chúng ta hay nhắc đến những cái tấm gương của những cái tỷ phú trẻ mà không tốt nghiệp đại học, như là Bill Gates, như Michael Dell, như Steve Jobs, vân vân. Và mọi người cho rằng không cần học cũng có thể thành công. Thực ra sai, họ chỉ không học đại học thôi, không học trong đại học thôi, và họ học nhiều hơn bất kỳ một người nào khác. Học từ cuộc sống, học từ công việc, học từ giao lưu, học từ những người giỏi nhất. Và không ai không học mà có thể giỏi được cả, chắc chắn là phải học. Có điều họ không học ở trong trường đại học. Ở đây tôi cũng nói một cách chung nhất, bất kỳ một trường nào, kể cả những trường hàng đầu thế giới, người ta cũng phải xây dựng chương trình đào tạo cho một số đông. Trên họ chỉ có thể đào tạo cho những người học ở trong đó, sau khi ra trường có thể trở thành những cử nhân tốt, những kỹ sư tốt, kể cả những tiến sĩ tốt, nhưng mà không thể đào tạo được những người đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt xuất sắc đều phải tự cá nhân đi học, tự cá nhân học hỏi thì mới có thể đặc biệt xuất sắc. Kiến thức do đi làm là hành như chi, thì kiến thức này có thể gấp đến 5 gấp 10 lần kiến thức do đi học. Và thực sự có nhiều cái khi đi học mình chưa biết học để làm gì, chỉ là mở mang kiến thức thôi. Nhưng còn khi đi làm ấy, các bạn học cái gì là focus, là tập trung vào để làm được cái việc cụ thể này, để giải quyết được bài toán kia, để giải quyết được vấn đề kia. Vậy vậy thì cái học đấy nó rất tập trung và học rất nhanh. Và cái học đấy nó rất là thiết thực. Thì cái kiến thức mà hành như chi là kiến thức do đi làm ấy, là kiến thức quan trọng rất nhiều. Nhưng ở đây tôi cũng nói luôn một trong những cái không tốt ở trong Việt Nam là cái sự học nó kết thúc sau khi tốt nghiệp đại học. Vậy vậy thì nhiều người sau khi ra trường rồi và không bao giờ nghĩ chuyện cần phải học thêm nữa. Và họ than phiền là tại sao mình đã làm việc bao nhiêu năm mà không được tăng lương, không được tăng trưởng. Làm sao có thể tăng được khi mà kiến thức họ không những không tăng mà có khi ngày càng lạc hậu đi. Thế trên cái việc học sau khi ra trường, tiếp tục học là một cái rất là quan trọng, nhưng nó khó khăn hơn bởi không có áp lực, không có thầy kiểm tra, không có bố mẹ nhắc nhở, mà các bạn phải tự học. Và cái việc học khi đi làm là một cái học quan trọng rất nhiều. Nhưng một cái học nữa quan trọng còn tốt hơn là đi làm, đấy là học từ những người giỏi hơn, học do nói chuyện với những người có kinh nghiệm, học do chia sẻ với những người thành công, học do lên cái bài học của những người những người đã từng trải. Một người đọc một cuốn sách hay, khi mà kể lại cho các bạn, người ta không kể cuốn sách từ đầu đến cuối, người ta chỉ kể cái hay nhất thôi. Tự người ta đã giúp mình là chọn những cái xuất sắc nhất trong cả một cuốn sách để người ta nói. Vậy thì cái việc giao du là rất quan trọng, và cái đấy nó gọi là du nhi chi, tức là học do đi nhiều mà biết, do giao du nhiều mà biết. Và các bạn biết chữ du trong Hán Việt nó là đi thôi, và vì vậy không phải du học, tức là nước ngoài, du học với đi học là một, tức là học là phải đi.
Tại vì các bạn ngồi một chỗ các bạn chả học được đâu. Các bạn càng đi nhiều ấy, thì các bạn gặp được những cái khác, cái mới và các bạn sao học nhiều hơn. Và vì vậy còn tuy cái mà kiến thức quan trọng nhất thì cũng chả ai muốn, đấy là khốn như chi, do thất bại mà biết. Thì cái khốn như chi thì cũng không ai muốn xảy ra. Nhưng nếu chúng ta thất bại thì cái việc thất bại nó không quá khủng khiếp, bởi vì chúng ta học được bài học. Chỉ sợ nhất là chúng ta thất bại đi lại mà chả học được cái gì, thì cái thất bại đấy mới là cái thất bại thực sự. Chứ còn cái thất bại mà học được bài học, thất bại thì không vấn đề gì. Và tôi cũng có thể nói với các em là như này, các em đi đọc một cuốn sách làm giàu ấy, thì nói chung là làm theo đúng cuốn sách đấy không giàu đâu. Bởi vì cái người chia sẻ ấy, là người ta, thứ nhất là người ta không chia sẻ hết, và thứ hai người ta chia sẻ khi người ta đã thành đạt, nó không có cái view của cái lúc là người ta còn chưa biết làm gì, người chưa biết bắt đầu như nào, chưa biết làm thế nào có khách hàng đầu tiên, chưa biết làm thế nào có cái hợp đồng đầu tiên, chưa biết là cái sản phẩm mình có ai được chấp nhận không. Cái suy nghĩ đấy người ta đã quên rồi, và người ta chỉ còn viết khi đã thành đạt. Và cái view đấy không phải người ta lừa dối mình, không người ta giấu giếm mình, mà thực ra cái cuốn sách đấy có học cũng chỉ là tham khảo, nên đọc nó như là đọc tiểu thuyết thôi, nên làm sao nó inspire mình, nó kích động mình, khuyến khích mình để mình làm thôi, chứ không thể nào học cái cuốn sách làm giàu mà có thể làm giàu được. Thế còn các bạn mà muốn mà thành công vượt trội hơn người khác thì tôi có một lời khuyên các bạn là như này: hầu hết chúng ta đều hay nói đến cái thích, bởi cái thích nó gắn đam mê, và nghĩ rằng là đam mê là cái duy nhất thành công. Tôi công nhận đam mê là tốt, là quan trọng, nhưng mà nó sẽ dẫn đến khi các bạn hết đam mê các bạn không làm nữa. Làm một việc gì đấy mà cái đam mê của các bạn ấy nó là một tuần hay là một tháng hay 6 tháng hay là cả đời, không ai biết được. Và đôi khi người ta chọn để làm một việc đấy vì cái thích làm việc đấy, đam mê làm việc đấy ấy, thì cũng rất là cân nhắc. Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa anh Nguyễn Anh Thi, là dưới góc độ đào tạo thì anh thấy như thế nào về những cái sinh viên mà họ phải đi làm những cái việc trái nghề, không có nghĩa là họ vô họ học công nghệ xong rồi họ lại không thể sống được với cái nghề mà họ đã học? Đúng thật là luôn luôn tồn tại một cái khoảng cách giữa đầu ra của đại học, tức là chất lượng đấy, và cái nhu cầu của doanh nghiệp. Cái khoảng cách đó không bao giờ trở về không được, mà chúng ta chỉ có thể thu hẹp nó, và thu hẹp bằng cách là cần phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với trường đại học và các doanh nghiệp, để trường đại học gọi là thường xuyên có những cái điều chỉnh cái chương trình đào tạo, và đồng thời phải có những cái hoạt động mà doanh nghiệp tham gia sâu vào trong quá trình đào tạo, để làm sao cái khoảng cách giữa cái nhân lực chúng ta đào tạo ra và nhu cầu của doanh nghiệp nó giảm thiểu, và cái chi phí, cái thời gian cũng như chi phí đào tạo lại ở doanh nghiệp nó giảm xuống. Tại cái này liên quan đến vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp. Đấy, bây giờ ví dụ trong doanh nghiệp công nghệ thông tin là anh Châu rất là rành, tức là các doanh nghiệp là không thể nhận dự án vì không tìm ra được nhân lực đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù cái số lượng được gọi là ra trường là lớn, nhưng mà cái số tuyển dụng được, làm việc được ngay, tôi nói là ngay, là không đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Thế thì cái này đó thì tôi khẳng định lại một lần nữa là cái khoảng cách tại Việt Nam là khá rộng, và phải cần có cái sự làm việc chặt chẽ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp để kéo cái khoảng cách đó lại, để tránh cái tình trạng là sinh viên chúng ta ra học trường là không có việc. Nhu cầu thì có, nhưng mà sinh viên lại không đáp, kỹ sư cử nhân ra trường không đáp ứng được. Có nghĩa là nó có một chút gì đó nó hơi xa về mặt thực tiễn trong cái việc giảng dạy và việc lựa chọn ngành học, đúng không? Xin rất cảm ơn ông.